Bò không à thầy? Rồi đi về bao lâu rồi? Dạ nay tuần. Tuần lễ này rồi. Đấy rồi, mà hổng bò là bò sao thì bò thử coi. Lớp. Đó. À, đi lớp vậy đó. Rồi nữa, lớp nữa. Đó, để coi cái tướng đi sao rồi. Đấy, rồi, rồi lớp cho tôi. Lớp ngược lại đi. Biết rồi, để nhìn coi. Đó, đây cũng kiểu bò hay lắm. Rồi, ngồi dậy. Nhớ mông lên. Thẳng chân. Rồi, nằm quê vào đây. Nằm yên. Nằm quê vào đó. Yêu cầu rồi ra mất ngay. Tìm người ra. Thấy ở đâu? Thấy ở đâu? Rồi, quê vào đây. Rồi bị cái lưng này đau bao lâu rồi? Dạ này hồi xưa là hở sơ hở ba mắt. Yeah. Bây giờ á chụp không ra bác sĩ thấy lệch hai mắt. Dạ đi không tin chú quẩy. Mổ liền. Mổ liền, bị mổ cấp tốc. Rồi nhà bác ở đâu? Có ở con gái ở quận 10 còn ở với Úc ở trên Bình Dương. À. Về ở với Ngút. Ngút có vợ chưa? Dạ, mày sẽ ở với nó được, mày được ngon quá hả? Dạ. Ở với quần đàn ngon hơn phải không? Tại mà cưng tay hơn, nuốt ăn được lên bình tĩnh. Rồi, ô. Đây, ba. Chưa làm cái nào. Rồi, nâng thẳng lên, thẳng lên. Thẳng lên, thẳng lên, thẳng lên, rồi kéo cái nè, kìm giữ cho chắc, thẳng người ra, người thẳng ra, tới điều à, đó, dù mẹ con rồi tiếng dậy. Rồi bình tĩnh, cứ thình lình, cứ thình lình, bình tĩnh đó, hút không khí vô đàng hoàng nha. Yeah. Rồi nhà có gì năng không? Có không khí không? Có chồng đá không? Rồi vậy được rồi, chạy đi. Giờ nghe sao rồi? Bớt bớt được hả? Rồi ngồi đây đi, đi dặn bà mấy cái. Phải thực hiện cho đúng mấy cái điều nói. Nhịn ăn, hút không khí cho đá đàng hoàng nha. Và không uống thuốc nữa. Bà bị mặt thấy nổi sưng lên chưa? Này là do cọt tuyên huyết nha. Rồi, thôi. Vậy là cũng được rồi, nhớ làm mấy kia thì mới khỏi bệnh. Ok. Thôi, bánh dưa xuống ngồi nghỉ đi. Đấy. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.